Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Ngọc Cùi Bắp nhé. Hôm nay nhà Ngọc Cùi Bắp ăn một món đó là nấm đùi gà. Lúc lắc thì Ngọc có chuẩn bị là nấm đùi gà, khoai tây, ớt xanh, ớt đỏ, ớt vàng và một củ hành tím. Và ăn kèm đó là salad với một trái cà chua, gốc hành Ngọc băm nhuyễn. Thì nguyên liệu chỉ có vậy thôi, với gia vị đi kèm. Thì bây giờ Ngọc sẽ xắt cái chân nấm đùi gà ra, Ngọc sẽ bỏ chân nấm đi. Thì nấm đùi gà thì Ngọc sẽ xắt phanh như thế này thôi cả nhà. Ví dụ như cả nhà mà không thích xắt phanh á, thì cả nhà chẻ cái nấm ra làm đôi rồi cả nhà xắt lại cũng được, nhưng mà Ngọc thích xắt phanh phanh như vậy. Thì ớt á, thì Ngọc cũng sẽ xắt vuông vuông vậy luôn. Thì Ngọc dùng ba loại ớt thì Ngọc cũng xắt vuông y chang vậy luôn cả nhà ơi. Thì nhà mình ăn sao thì mình sẽ làm y chang vậy hết cả nhà. Rồi Ngọc sẽ cho ra cái dĩa. Thì củ hành tím á, Ngọc có sử dụng một củ, đúng ra thì mình sẽ sử dụng củ hành màu trắng, nhưng mà nhà Ngọc không có màu trắng cho nên Ngọc dùng màu tím này cũng được cả nhà ơi. Thì nhà mình có gì mình dùng đó hết cả nhà, có gì thông cảm cho Ngọc nha. Thì Ngọc cũng xắt ra tương tự như xắt ớt vậy đó. Thì Ngọc sẽ cho ra cái dĩa một bên. Thì củ phai, Ngọc có dùng một củ phai, thì Ngọc cũng xắt ra hình từng lát, rồi Ngọc xắt từng hành miếng vuông dài dài để lát nữa mình chiên nó lên mình ăn kèm với nấm lúc lắc. Lâu lâu đổi món ngon lắm cả nhà. Thì Ngọc có ướp vào cái nấm này một tí xíu hạt nêm với tí xíu đường, tí xíu muối với một tí xíu nước tương, rồi cho vào với cái gốc củ hành lúc nãy Ngọc xắt ra đó. Ngọc sẽ ướp vào luôn cho nó thơm, tại vì Ngọc không có ăn chay trường cho nên là Ngọc có sử dụng hành. Còn ví dụ như cả nhà mình ăn chay trường thì không cần phải sử dụng hành. Ngọc sẽ cho vào một tí xíu ớt bột, rồi Ngọc sẽ bắt chảo dầu lên, Ngọc sẽ cho cái gốc hành vô, Ngọc sẽ xào lên rồi nè, nó thơm thì Ngọc sẽ cho ớt vào, Ngọc xào với lửa lớn, rồi Ngọc sẽ cho vào một tí xíu hạt nêm rau củ quả đó cả nhà. Nhà Ngọc thì dùng và hạt nêm rau củ quả. Thì xào lửa lớn rồi xào nhanh á, rồi mình sẽ nhắc xuống, không cần phải để cho nó chín đâu cả nhà ơi, nó chín quá nó không có ngon. Nó chín độ khoảng 50% là được rồi đó cả nhà. Bây giờ Ngọc sẽ tắt bếp nhắc xuống nha. Thì Ngọc có chuẩn bị một trái cà chua lúc nãy đó, giờ Ngọc sẽ xắt nó ra để mình ăn kèm với nấm lúc lắc của mình đó cả nhà. Thì cà chua thì cả nhà muốn xắt sao cũng được nha cả nhà, xắt sao nhà mình ăn được thì được chứ không quan trọng. Thì Ngọc sẽ cho ra cái dĩa, Ngọc sẽ sắp ra salad với lại cà chua ra cái dĩa, xong rồi lát nữa cái mình sẽ cho cái củ hành lên, rồi Ngọc sẽ cho củ hành ra dĩa luôn. Rồi bắt cái chảo dầu, Ngọc sẽ cho nấm vô Ngọc xào. Ngọc chỉ ghim nấm với dầu thôi, Ngọc không có bỏ nước bỏ gì hết cả nhà ơi. Đó như vậy đó. Rồi mình ghim lửa lớn. Bước đầu tiên là mình ghim lửa lớn, trong cái đầu hồi sau là mình sẽ dặn lửa vừa. Rồi ghim nó một hồi sau là nó sẽ ra nước như vậy nè cả nhà. Đó, nó ra nước sệt vậy đó. Rồi bắt đầu tiếp tục ghim ghim cho nó chuyển sang cái màu vàng như vậy luôn nè cả nhà ơi. Đó, bây giờ nó sẽ chuyển sang cái màu vàng như vậy luôn rồi nè, rất là ngon, rất là thơm, thơm lắm cả nhà ơi. Cả nhà lâu lâu á, cả nhà làm cái món này ăn đi, rất là ngon, ngon lắm luôn, ăn nó không có bị ngán nữa cả nhà ơi. Rồi cho ra dĩa, rồi bây giờ Ngọc sẽ cho một tí xíu bột chiên giòn vào khoai, Ngọc sẽ bắt dầu lên Ngọc chiên. Thì lần lượt Ngọc sẽ chiên cái khoai này cho nó vàng, tại Ngọc có sử dụng một củ thôi à chứ không có nhiều. Thì bây giờ khoai của Ngọc đó, nó cũng đã sắp gần được rồi đó cả nhà, tí xíu nữa là được rồi đó cả nhà ơi. Tới cái ngày chay á, thì cả nhà mình ăn cơm hoài nó cũng ngán, làm kiểu này ăn cả nhà nó ngon lắm cả nhà. Bây giờ
Xong rồi Ngọc sẽ gấp ra cái giấy thấm dầu ha, rồi Ngọc sẽ sắp ra cái dĩa. Cái dĩa lúc nãy nhỏ quá cho nên là Ngọc đựng không có đủ, cho nên là thôi Ngọc chuyển sang cái dĩa lớn một tí xíu. Vậy đó, nhìn nó vừa thức ăn mình để lên luôn, nó không có bị chật chội. Thì bây giờ món nấm lúc lắc của Ngọc cũng đã chuẩn bị xong rồi. Thì Ngọc xin khép lại video tại đây nha. Thì chúc cả nhà xem video của Ngọc vui vẻ. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo.